Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi một khoa học lớp 5 trang 64 đến trang 68, chủ đề con người và sức khỏe. Bài 14, nam và nữ. Phân biệt được đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ, thể hiện được thái độ và thực hiện tôn trọng các bạn cùng giới và các giới. Mở đầu, một, trong lớp em có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Thì trong lớp chúng ta có bao nhiêu bạn nam, bạn nữ thì chúng ta kể ra. Hai, nêu một số điểm giống nhau khác nhau giữa bạn nam và bạn nữ. Thì chúng ta thấy giữa bạn nam và bạn nữ giống nhau là đều mặc áo đồng phục, đều có tóc, đều đi dép vân vân. Khác nhau thì bạn nam như thế nào? Bạn nam thì tóc ngắn, mặc quần áo đồng phục, không có nơ. Rồi bạn nữ thì tóc dài hoặc là tóc ngắn, mặc váy áo đồng phục thì có nơ. Tiếp theo số 1, nhỏ đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ. Thông tin những đặc điểm như màu da, màu mắt, màu tóc, tóc xoăn, tóc thẳng hay là những cái đặc điểm về cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể đều thuộc về đặc điểm sinh học của nam và nữ. Những đặc điểm này được quy định từ khi bắt đầu hình thành cơ thể, cấu tạo của cơ quan sinh dục và là cái đặc điểm sinh học giúp phân biệt cơ thể nam và nữ. Như vậy các em quan sát hình 1 và hình 2. Hình 1, cơ quan sinh dục nam thì tạo tinh trùng. Hình 2, cơ quan sinh dục nữ thì tạo trứng. Những cái đặc điểm như trang phục, lời nói, cử chỉ, thái độ, tính cách, thói quen, sở thích, nghề nghiệp đều thuộc về đặc điểm xã hội của nam và nữ. Những đặc điểm này được hình thành do nền văn hóa, quá trình học tập, giáo dục và có thể thay đổi. Tiếp theo chúng ta thực hành phân biệt đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ. Bước 1, chuẩn bị. Thì các em sẽ chuẩn bị các thẻ chữ về các đặc điểm sinh học và xã hội như dễ xúc động, nấu ăn giỏi, làm bác sĩ, có buồng trứng, cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng, mạnh mẽ, dịu dàng, thích đi bơi, chăm sóc con, mang thai, có râu. Bước 2 là chúng ta sẽ phân loại nội dung các thẻ ở trên đây thành nhóm theo bảng sau là đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội. Bước 3 là báo cáo kết quả. Như vậy, ở phần thực hành thì chúng ta sẽ phân biệt đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ dựa vào các bước. Như vậy ở đây chúng ta sẽ báo cáo kết quả như sau. Về đặc điểm sinh học thì gồm có các thẻ đó là có buồng trứng, cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng, mang thai, có râu. Đặc điểm xã hội là dễ xúc động, nấu ăn giỏi, làm bác sĩ, mạnh mẽ, dịu dàng, thích đi chơi, chăm sóc con. Tiếp theo trả lời câu hỏi kể thêm một số đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của nam và nữ. Thì đặc điểm sinh học như là về màu da, màu mắt, màu tóc, tóc xoăn, tóc thẳng vân vân. Đặc điểm xã hội là về trang phục, lời nói, sở thích, tính cách. Luyện tập một phân biệt đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của mỗi người dưới đây. Hà là một bạn nữ, bạn cao khoảng 1m36cm, 136cm. Thích chơi nhảy dây, Hà có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, mũi cao, tóc ngắn. Tính cách của Hà rất hòa đồng, sau này Hà muốn trở thành phi công. Tôi là Long, một học sinh nam, đang học lớp 5. Sở thích của tôi là chơi cờ vua và vẽ tranh. Tôi có màu da ngăm ngăm, tóc xoăn giống bố và màu mắt nâu giống mẹ. Khi lớn lên tôi muốn trở thành một họa sĩ. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào các đặc điểm dưới đây để chúng ta phân biệt đặc điểm nào
là đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của mỗi bạn. Như vậy bạn Hà thì có cái đặc điểm sinh học đó là bạn nữ nè, cao khoảng 136 cm nè, rồi tiếp theo mặt tròn là đôi mắt to, mũi cao và tóc ngắn. Thì đây là những cái đặc điểm sinh học. Đặc điểm xã hội là bạn thích chơi nhảy dây, rồi rất hòa đồng, rồi muốn trở thành phi công. Thì đó là những cái đặc điểm xã hội. Còn bạn Long, đặc điểm sinh học bạn là giới tính nam, màu da ngăm ngăm, tóc xoăn, mắt nâu. Đặc điểm xã hội, học sinh đang học lớp 5, sở thích là chơi cờ vua và vẽ tranh, muốn trở thành một họa sĩ. Tiếp theo số 2 nhỏ, mô tả đặc điểm của một người nam hoặc là nữ. Phân biệt đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của người đó và chia sẻ với các bạn. Ví dụ mô tả đặc điểm của mẹ em. Mẹ em năm nay 43 tuổi, mẹ có đôi mắt đen, làn da trắng và bộ tóc dài. Mẹ thích đi du lịch và mua sắm. Mẹ đang làm giáo viên. Như vậy đặc điểm sinh học của mẹ là nữ, có đôi mắt đen, làn da trắng và bộ tóc dài. Đặc điểm xã hội là mẹ thích đi du lịch và mua sắm. Mẹ đang làm giáo viên. Tiếp theo số 2 nhỏ, tôn trọng bạn cùng giới và khác giới. Khám phá, cho biết việc làm của các bạn trong hình nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới vì sao? Các quan sát hình 3. Một bạn nói là mặc dù Lan nhút nhát ít nói nhưng mình vẫn muốn rủ Lan chơi với chúng mình. Thì bạn ngồi kế bên liền đồng ý. Tiếp theo tranh 4, bài toán sáng nay khó quá, bạn có thể giúp giải thích lại giúp mình được không? Mình rất vui khi có thể giúp bạn chúng mình cùng ôn lại bài toán sáng nay nhé. Tiếp theo tranh 5, thì một bạn đang buồn và các bạn khác cùng nhau muốn là sẵn sàng lắng nghe bạn chia sẻ. Tiếp theo tranh 6, xin chào, mình là học sinh mới chuyển vào lớp. Rồi, tiếp theo hai bạn nói sao? Nhìn muốn cười quá, sao tóc bạn ấy lại xoăn tít thế nhỉ? Như vậy, trong các tranh trên thì chúng ta thấy việc làm của các bạn trong hình thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và bạn khác giới, đó là hình 3, hình 4 và hình 5. Hình 3 vì dù Lan nhút nhát nhưng không vì thế mà các bạn xa lánh, các bạn vẫn rủ Lan chơi cùng. Hình 4, bạn nữ sẵn sàng giúp đỡ bạn nam trong học tập. Hình 5, vì các bạn đang an ủi khi thấy bạn của mình đang gặp chuyện buồn. Thì đây là những cái việc làm thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới. Câu hỏi 1, nêu thêm ví dụ về thái độ việc làm thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới. Ví dụ như bạn nam đã cho bạn Nhi đi cùng xe đi học vì xe bạn Nhi bị hỏng nè. Hoặc là nhóm bạn của Lan cùng nhau giúp đỡ bạn Ngọc quét dọn lớp. 2 nhỏ, em đồng ý hay không đồng ý với thái độ việc làm nào dưới đây? Giải thích vì sao? Thái độ việc làm, một chân chọc, chế giễu bạn vì là con trai nhưng hay khóc. 2. Lắng nghe ý kiến của bạn khi bạn đang nói. 3. Một số bạn nam bàn nhau không bỏ phiếu bầu Lan làm lớp trưởng chỉ vì bạn ấy là nữ. 4. Cảm thông và chia sẻ với những bạn gặp khó khăn. Như vậy, những cái thái độ việc làm nào các em đồng ý thì các em sẽ đánh dấu tích vào đồng ý, và không đồng ý thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào không đồng ý và giải thích lý do. Như vậy, đối với thái độ việc làm số 1 thì chúng ta không đồng ý. Bởi vì việc làm ở đây là các bạn châm chọc, chế giễu bạn vì bạn là con trai nhưng khóc, thì chúng ta không đồng ý với việc làm này. Bởi vì bất kể ai đều có quyền sống với cảm xúc của chính bản thân mình. Rồi,
2. Lắng nghe ý kiến của bạn khi bạn đang nói thì chúng ta đồng ý. Đó là vì đó là đang tôn trọng bạn bà và tôn trọng chính bản thân mình. 3. Một số bạn nam bàn nhau không bỏ phiếu bầu bạn Lam làm lớp trưởng vì chỉ vì bạn ấy là nữ. Thì cái việc làm này chúng ta không đồng ý. Bởi vì không chỉ các bạn nam mới làm được lớp trưởng mà ai cũng có quyền bình đẳng. 4. Cảm thông và chia sẻ với những bạn gặp khó khăn thì chúng ta đồng ý, bởi vì giúp đỡ bạn bè là một việc làm tốt chúng ta nên làm. Tiếp theo thực hành, chúng ta liệt kê những thái độ việc làm của em thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới. Tự đánh giá mức độ thực hiện của em theo gợi ý dưới đây. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là thái độ việc làm thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới khác giới. Ví dụ như là động viên bạn khi bạn gặp chuyện buồn. Thì mức độ ở đây chúng ta đánh giá mức độ thì thường xuyên. Như vậy chúng ta sẽ liệt kê thêm những cái thái độ việc làm của em thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới. Ví dụ như giúp đỡ bạn lao bảng thường xuyên nè, rồi cho bạn đi cùng xe đạp khi xe bạn bị hỏng thì thỉnh thoảng. Tiếp theo, luyện tập. Em học được điều gì từ các bạn trong nhóm của Lan qua tình huống dưới đây? Hôm nay, Lan và nhóm bạn tham gia phong trào chạy bộ từ thiện. Mới chạy được một nửa quãng đường mà Lan đã bị rớt lại phía sau. Trong lúc Lan cảm thấy lo lắng vì chỉ còn một mình chạy cuối cùng, Lan thấy các bạn trong nhóm đã chạy chậm lại chờ mình và nói lời động viên. Điều đó đã giúp Lan có thêm động lực để cùng các bạn chạy về đích. Như vậy, qua cái việc làm của các bạn trong tình huống này thì chúng ta thấy là các bạn không chê bai cười đùa Lan khi chạy chậm hơn mà ngược lại còn chạy chậm lại và động viên Lan, từ đó cho thấy các bạn biết chia sẻ, thông cảm và tôn trọng Lan. Rồi cuối cùng, những kiến thức chủ yếu. Những đặc điểm về cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể thuộc về đặc điểm sinh học của nam và nữ. Những đặc điểm này được quy định từ khi bắt đầu hình thành cơ thể. Những đặc điểm được hình thành do nền văn hóa, quá trình học tập, giáo dục và có thể thay đổi thuộc về đặc điểm xã hội của nam và nữ. Thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới là sự lắng nghe, thông cảm và thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt giới tính. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn khoa học lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích, hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Linh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.